Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về hiệu ứng còn được gọi là effect ở trong phần mềm Photoshop. Chúng ta có một số cái effect thông dụng mà thường dùng là drop shadow, tạo cái độ bóng cho một đối tượng. Inner shadow là chúng ta tạo bóng đổ vào bên trong. Outer glow là chúng ta tạo cái hiệu ứng phát sáng. Inner glow là chúng ta phát sáng vào bên trong của đối tượng. Bevel and emboss là hiệu ứng trừ nổi tự nhiên. Gradient overlay là hiệu ứng tô màu chuyển sắc cho đối tượng. Pattern overlay là hiệu ứng áp mẫu tô vào đối tượng. Và cuối cùng là stroke là hiệu ứng tô đường viền cho đối tượng. Rồi, chúng ta tiến hành và thực hành. Bước đầu tiên chúng ta tải tài liệu về tại địa chỉ này. Chúng ta copy cái link này. Rồi, chúng ta dán vào trình duyệt. Sau đó chúng ta kéo xuống. Ta click vào đây để tải tài liệu về. Sau đó chúng ta mở hình ảnh lên bằng phần mềm Photoshop. Ta mở lên. Đấy. Sau đó chúng ta dùng cái công cụ vẽ hình tròn hình chữ nhật. Chúng ta bao quanh chữ là Open House. Chúng ta bấm Ctrl J để chúng ta copy nó lên một layer mới. Đây. Ta chọn vào công cụ đây, Rectangle Tool để vẽ cái vùng tròn hình chữ nhật. Vẽ vào quanh hình chữ Open House đây. Sau đó chúng ta bấm phím tắt là Ctrl J hoặc chúng ta vào Layer New Layer by Copy. Chúng ta copy nó lên một layer mới. Đây. Sau đó chúng ta dùng cái công cụ là Magic Wand thì chúng ta xóa cái phần dư. Đây. Ta tắt con mắt của layer background đi, nó sẽ hiện đây. Ta chọn công cụ là Magic Wand đây. Ta click vào phần trắng này. Đấy. Chúng ta giữ phím Shift. Chúng ta chọn thêm, chúng ta zoom lên nhé. Ta chọn thêm một cái phần trong này. Đấy. Chọn hết những cái phần trắng. Rồi, chúng ta xóa đi, bấm Delete để chúng ta xóa đi cái phần dư đó đi. Rồi, chúng ta bấm Ctrl D để bỏ vùng tròn. Đấy. Hoặc là cách thứ hai là chúng ta ấn Ctrl cộng với lại ta click chuột vào layer mới tạo đó, chọn vào Select, chọn là Colorant, hút cái phần màu trắng để chúng ta lo vùng tròn và sau đó chúng ta xóa cái vùng tròn nó đi. Đây, Ctrl Z lại nhé. Đấy, như vậy ta giữ phím Ctrl, chúng ta click chuột vào cái chỗ layer đây, nó sẽ hiện lên cái bàn tay đây, chúng ta click chuột vào đó, nó sẽ hiện ra vùng tròn. Sau đó chúng ta vào Select, chọn vào Colorant. Đây. Sau đó chúng ta chỉ vào cái phần màu trắng này, ta click. Đó. Sau đó chọn OK. Nó sẽ chọn những cái phần nào, tất cả những cái phần màu trắng. Sau đó chúng ta bấm Delete để xóa. Đấy. Chúng ta bấm Ctrl D, vào chọn này đi. Đấy. Sau đó chúng ta ấn phím Ctrl và chúng ta click vào Layer Open House để lót cái vùng tròn đó, sau đó chúng ta tô màu. Đây. Ta sẽ giữ phím Ctrl, ta click chuột vào cái layer, nó sẽ hiện ra cái bàn tay. Click chuột vào, sẽ chọn là cái vùng tròn này. Đấy, sau đó chúng ta tiến hành tô màu. Đấy, ta muốn tô màu gì, tô thôi. Đấy. Ta tô màu một phím này. Alternate Delete. Đấy. Ctrl D để bỏ vùng tròn đi. Chúng ta mở cái layer background lên lại. Đấy. Tương tự chúng ta tạo layer và tô các màu chữ còn lại. Đây. Chữ còn lại chúng ta tiến hành tô màu như vậy. Đây. Thì chọn công cụ đây, Rectangle Tool. Ta chọn vào layer background nhé. Rồi, ta vẽ cái vùng tròn này. Đấy. Ta copy nó lên một layer mới, Ctrl J. Chúng ta copy. Sau đó ta giữ phím Ctrl, ta click chuột vào cái phần layer này. Đấy, nó sẽ hiện ra cái vùng tròn này. Ta chọn vào Select, chọn Colorant. Đây,
click vào phần màu trắng, sau đó chọn OK. Nó sẽ lót hết những cái phần nào màu trắng và chúng ta bấm delete để xóa thôi. Delete để xóa. Ta muốn kiểm tra chúng ta có thể tắt cái background này đi. Đó. Nó sẽ hiện ra đó, nó sẽ xóa hết cái phần dư màu trắng bên ngoài. Rồi chúng ta bấm Ctrl D, bấm chọn. Sau đó chúng ta giữ phím Ctrl, ta click chuột lại một lần nữa. Đây, ta click chuột ở đây. Nó sẽ lót cái vùng chọn những cái phần còn lại. Đây. Rồi chúng ta tiến hành tô màu thôi. Đây. Ta tô màu cho nó. Đây. Alternate Delete. Đấy. Ctrl D để bỏ con chọn nó đi. Tiếp tục là phần này. Ta chọn vào layer background nhé. Đây. Copy nó lên. Ctrl D. Click chuột. Giữ Ctrl và click chuột vào cái phần layer này. Đấy. Lót vùng chọn này. Sau ta chọn vào Select. Coloring. Ta hút vào cái phần màu trắng. Đấy. OK. Chúng ta xóa cái phần dư màu trắng đi. Delete. Rồi chúng ta bấm Ctrl D để bỏ vùng chọn. Ta tiếp tục giữ phím Ctrl rồi chúng ta click chuột vào layer đó lại. Đấy. Rồi chúng ta tiến hành tô màu thôi. OK. Alternate Delete. Ctrl D để bỏ vùng chọn. Tiếp tục đến với phần chữ G và chữ Green God. Chúng ta không thể nào mà chọn được công cụ là Rectangle Tool để chúng ta vẽ cái vùng chọn chữ G được. Thì nó sẽ dính là cái phần chữ Green God. Nên chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là đây. Poly Laser Tool. Chúng ta vẽ cái vùng chọn xung quanh chữ G. Đấy. Đấy. Sau đó chúng ta copy nó lên một layer mới, chúng ta bấm Ctrl R. Đấy, chúng ta có thể tắt con mắt ở background đây chúng ta coi. Đấy. Rồi chúng ta click chuột. Giữ Ctrl và click chuột vào cái layer chữ G chúng ta vừa mới copy ra. Đấy, nó sẽ lót cái vùng chọn này. Ta chọn vào Select Coloring. Rồi, ta click vào phần màu trắng. Rồi, chúng ta chọn OK. Đó, nó sẽ chọn một cái phần màu trắng. Nhưng chúng ta muốn giữ cái phần màu trắng lại, xóa cái phần dương này thì chúng ta sẽ đảo ngược vùng chọn. Ta chọn vào, chúng ta bấm tắt là Ctrl Shift Y ngắn. Đấy. Chúng ta xóa cái vùng chọn dư bên ngoài đi. Đấy, chúng ta bấm Delete để xóa đi. Rồi chúng ta bấm Ctrl D để bỏ cái vùng chọn này. Đấy, rồi chúng ta tiến hành tô màu cho nó thôi. Đấy. Bấm Alternate Delete. Chúng ta giữ phím Ctrl click chuột vào cái layer này nhé để lót cái vùng chọn, sau đó chúng ta mới tô màu. Đấy. Nếu không làm vậy nó sẽ tô hết toàn bộ cái layer 4 này. Rồi, chúng ta bấm Alternate Delete. Và sau đó chúng ta bấm phím Ctrl D bỏ vùng chọn. Tiếp theo là cái chữ Green God này. Ta chọn lại về layer background nhé. Ta tiếp tục vẽ cái vùng chọn cho chữ Green God này. Sau đó chúng ta copy nó lên một layer mới, Ctrl R. Đây. Tương tự với cách làm của chữ G lúc nãy, chúng ta chọn vào đây, Select Coloring. Nếu mà mình chọn vào cái phần màu xanh lá cây này, nó sẽ không chọn hết được. Đấy. Nó sẽ chọn những cái phần màu xanh lá, còn những cái phần đen này nó không có chọn hết được. Đó. Nên chúng ta chọn vào cái phần trắng. Chọn OK, sau đó chúng ta đảo ngược vùng chọn lại, chúng ta xóa cái phần dư bên ngoài. Đó. Ta chọn Ctrl Shift Y ngắn hoặc chúng ta vào Select chọn vào đây Invite. Đó. Đảo ngược vùng chọn, phím tắt là Ctrl Shift Y ngắn sẽ đảo ngược vùng chọn, sau đó chúng ta bấm Delete xóa cái phần dư bên ngoài. Đấy. Sau đó chúng ta phím Ctrl D để bỏ cái vùng chọn nó đi, mở layer background lại. Tiếp tục chúng ta giữ phím Ctrl, chúng ta click chuột vào cái layer 5 này, layer chữ Green God này, để lót cái vùng chọn, sau đó chúng ta tô màu. Nếu chúng ta không có lót cái vùng chọn này, chúng ta bấm Ctrl D để bỏ đi nha. Chúng ta không lót cái vùng chọn này, chúng ta tiến hành tô màu. Đây. Chúng ta tô màu, Alternate Delete. Nó sẽ tô toàn bộ cái layer 5 này. Layer đó.
nên chúng ta phải lót cái vùng tròn. Đấy, ta giữ phím Control, lít chuột vào đây, nó sẽ lót cái vùng tròn chữ green god thôi. Và chúng ta tiến hành tô màu chữ green god. Đấy, và chuông D để bỏ vùng tròn đi. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ tạo cái hiệu ứng cho chữ G. Chúng ta chọn cái layer chữ G, chọn vào FX. Chúng ta chọn vào hiệu ứng phát sáng bên trong là Outer Cloud. Và chúng ta thiết lập thông số. Đây. Chọn chữ G. Chúng ta chọn vào layer 4 này. Chọn vào FX. Đây. Nó nằm ở đây. Chọn vào Inner Cloud. Đấy. Chọn vào đây. Hiện ra một cái bảng. Sau đó chúng ta thiết lập thông số cho nó như sau. Đây chúng ta tăng lên 100. Đây màu sắc chúng ta chọn thay thế màu. Đấy, chúng ta chọn màu khác cho nó. Đấy. Ở đây, chúng ta chọn đây. Điều chỉnh thông số của nó sao cho phù hợp. Đấy. Đây, cái mod của nó chúng ta chọn vào đây. Normal. Đấy, sau đó chúng ta chọn OK. Đấy. Đây là cái hiệu ứng phát sáng. Đấy. Chúng ta có thể tắt mấy cái hiệu ứng này đây. Đó, để xem trước và sau khi chúng ta tạo cái hiệu ứng này. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo hiệu ứng cho chữ Green God. Chúng ta chọn vào layer chữ Green God. Chúng ta chọn hiệu ứng phát sáng bên ngoài Outer Glow và chúng ta thiết lập thông số. Đây. Ta chọn vào cái layer của chữ Green God này, layer 5 đây, chúng ta chọn vào. Sau đó chúng ta chọn vào FX. Đây. Chọn vào Outer Glow. Hiệu ứng phát sáng bên ngoài. Đấy. Rồi chúng ta điều chỉnh cái thông số thôi. Đây, màu sắc. Ta chọn màu sắc cho nó phát sáng bên ngoài. Rồi, ta tăng cái này opacity lên. Dưới đây chúng ta điều chỉnh cái thông số cho nó phù hợp. Đây, cho 6, 27. Đấy, chúng ta có thể bật tắt cái review này chúng ta xem trước. Đấy. Rồi, chúng ta có thể tăng giảm gì đó. Hoặc là đổi màu sắc. Rồi, chúng ta chọn OK. Đấy, hiệu ứng phát sáng ở bên ngoài. Đấy. Tiếp tục chúng ta thêm các hiệu ứng khác cho các chữ còn lại. Rồi. Ta chọn vào cái phần chữ này, Open House. Là layer 1. Đấy, chúng ta chọn vào. Ta chọn vào FX. Ta chọn vào đây. Drop Shadow, chúng ta đổ bóng cho cái đối tượng này. Đấy, chúng ta có thể để lên để chúng ta xem trước nó. Rồi. Ta tăng lên, chọn cái góc, độ góc, độ bóng góc bao nhiêu, đấy, hướng độ bóng, rồi, đấy, rồi chúng ta điều chỉnh các thông số bên dưới, sau đó chúng ta chọn OK, chúng ta có thể thay đổi màu sắc của bóng này bằng cách chúng ta chọn vào đây, đấy. Chọn vào cái màu sắc, đấy, sẽ thay đổi, đấy, rồi chúng ta chọn OK. Tiếp đến là cái chữ này, phần này chữ này, ta chọn vào layer này. Đấy, rồi chúng ta chọn vào FX. Ta chọn vào đây, pattern overlay. Chúng ta áp cái mẫu tô vào cái phần này. Đấy. Ta có thể chọn các mẫu tô đây. Đây có các mẫu tô này. Đấy. Đấy. Rồi, ta có thể thích cái mẫu tô nào, ta chọn mẫu tô đó, sau đó chúng ta chọn vào OK. Và phần chữ này ta chọn vào FX, ta chọn vào Stroke. Đấy. Thì chúng ta tạo cái đường viền cho nó. Đấy. Size. Đấy. Lớn hay nhỏ. Đấy. Chúng ta có thể tăng và giảm. Đấy. Ta chọn vào Outside, Inside, Hinto. Đấy. Là bên ngoài, bên trong hoặc bên giữa. Rồi. Chúng ta có thể chọn màu. Đấy. Chúng ta giảm cái nhỏ size lại.
chọn ok. Như vậy là chúng ta đã tiến hành xong cái phần là các hiệu ứng effect cơ bản trong phần mềm Photoshop. Cảm ơn các bạn đã xem video của Nguyễn Minh Toàn. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh hình tròn ở chính giữa màn hình và xem các video tiếp theo ở bên tay phải và tay trái. Nguyễn Minh Toàn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.